Ngày 25 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị gặp gỡ Nhật Bản Miss Japan 2020. Vietinbank là ngân hàng duy nhất tham gia đồng hành cùng ban tổ chức, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao và có nhiều hoạt động kết nối trong khuôn khổ hội nghị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ đã tham dự và có những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hội nghị. Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản 2020 nhằm tạo điều kiện giúp chính quyền và doanh nghiệp địa phương Việt Nam tích cực kết nối, trao đổi và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác Nhật Bản. Tại hội nghị, các bên tập trung thảo luận các vấn đề hợp tác như đầu tư, thương mại, nông nghiệp, chuyển đổi số, đô thị thông minh, hợp tác địa phương, nguồn nhân lực và giáo dục đào tạo. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Việt Nam, Nhật Bản đang phát triển hết sức tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố. Việt Nam và Nhật Bản đã tích cực chia sẻ, ủng hộ, hỗ trợ lẫn nhau trong đối phó với dịch COVID-19. Cũng trong phiên khai mạc, ông Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, bày tỏ vui mừng và mong muốn sự hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản và các tỉnh thành của Việt Nam sẽ được xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa và kỳ vọng rằng hội nghị gặp gỡ Nhật Bản lần này sẽ là bước đầu tiên trong việc nối lại các hoạt động giao lưu giữa các địa phương hai nước trong giai đoạn hậu COVID-19. Nhằm thúc đẩy cho các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, tại hội nghị, Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác với Vietinbank. Sau khi chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã có những chia sẻ với chủ đề Hợp tác chiến lược toàn diện Vietinbank, MUFG Bank là hình mẫu điển hình, là cầu nối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tốt đẹp, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trong phiên tọa đàm tại hội nghị. Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank Lê Đức Thọ và Phái đoàn Vietinbank cũng đã có buổi làm việc với ông Nakajima Takeo, trưởng đại diện Jetro tại Việt Nam nhằm trao đổi thông tin và xúc tiến hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới. Bên cạnh việc tham dự hội nghị, Vietinbank còn mang đến Miss Japan 2020 một quầy thông tin giới thiệu với khách quan và đối tác Nhật Bản về Vietinbank và mối quan hệ Vietinbank với đối tác chiến lược MUFG Bank cũng như các sản phẩm, dịch vụ dành cho doanh nghiệp Nhật Bản. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.